Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hôm nay là ngày giỗ của sư tổ Đắc Ninh, trụ trì ở chùa Phúc Minh, đã hy sinh năm 1947. Hôm nay cũng là ngày Thanh Minh. Thanh Minh là cái ngày tảo mộ của dân tộc. Vậy thì hôm nay tất cả mọi người hướng về sự chết rất là nhiều ha. Các Phật tử có sợ chết không? Đã có rất nhiều người chết rồi. Và cái chết nó có sẽ đến với mình không? Có, chắc chắn mình sẽ chết nhỉ. Chắc chắn sẽ chết. Nhưng nói đến cái chết thì nhiều người sợ. Huynh có sợ không? Thì mẹ cho người chết nhiều. Bây giờ giờ tìm hiểu về cái sự chết này để đến lúc chết thì không phải sợ nữa nhá. Muốn không sợ chết thì mình phải hiểu về cái chết. Khi đã hiểu về cái chết rồi thì mình sẽ không thấy sợ chết. Nhưng bây giờ nhà có người thân chết thì có buồn không? Có khóc không? Khi mà người thân chết thì mình sẽ làm gì? Sẽ mang đi chôn ha. Sau này mình chết thì mọi người sẽ làm gì? Sẽ mang mình đi chôn ha. Vậy thì cái nhà của mình ở nó chỉ là tạm thời thôi. Còn mình ở nghĩa trang sẽ lâu dài hơn ha. Bây giờ sẽ có một cái bài nói về niệm về sự chết để mình biết về cái chết. Niệm về sự chết, nó có cái chết ở bên ngoài là cái chết của người khác, và nó có cái chết ở bên trong là cái chết của chính mình. Thì bây giờ cái chúng sinh sống ở trên thế gian này luôn có cái sự tham sống và sợ chết, luôn là mình thích được sống lâu và mình thích những người thân của mình được sống lâu, và mình rất là sợ cái chết đến với mình và sợ cái chết nó sẽ đến với những người thân của mình. Mặc dù mình sợ như vậy nhưng mà mình có tránh được cái chết không? Không tránh được, cuối cùng thì cái chết nó vẫn đến. Chết nó có bốn loại, nó có bốn cái nguyên nhân dẫn đến cái sự chết. Đó là một là chết do hết nghiệp, tức là một cái người mà nó có những cái nghiệp, cái nghiệp là những cái nghiệp ở trong quá khứ mình tạo ra, và bây giờ mình sống hết cái nghiệp thì mình sẽ phải chết. Cái chết thứ hai là chết do hết tuổi thọ, là khi cái tuổi thọ nó hết thì mạng sống mình cũng phải chấm dứt. Cái thứ ba nữa là chết do hết cả nghiệp và tuổi thọ, tức là cả nghiệp và tuổi thọ nó cùng hết một lúc và mình sẽ chết. Cái thứ tư là mình sẽ chết do mình bị cắt đứt mạng sống, tức là mình chưa hết nghiệp, chưa hết tuổi thọ nhưng mà mạng sống của mình bị chiếm đoạt, mạng sống của mình bị cắt đứt. Đó là chết giống như người ta nói là chết oan. Có những trường hợp chết như vậy. Vậy có bốn cái loại chết như vậy. Thứ nhất là chết do hết nghiệp ấy. Bây giờ là một chúng sinh sống ở trên đời này thì mình thấy là mình có may mắn được sinh ra làm người không? So với này, những cái con vật thì mình sẽ là những cái chúng sinh may mắn hơn, vì mình được sinh ra làm người, mình có nhà cửa để ở, có quần áo để mặc, cuộc sống của mình được bình yên hơn. Còn những cái chúng sinh là những cái loài khác, như là những cái loài súc sinh sinh ra ở trên đời thì cứ cái loài mạnh thì nó ăn thịt cái con yếu, và những cái con, tất cả những chúng sinh đấy thì mà con người luôn luôn bắt nạt những cái chúng sinh đấy, mà luôn luôn ăn thịt của những cái chúng sinh đấy. Cho nên nếu mình sinh ra làm súc sinh thì bất hạnh hơn. Vậy sinh ra làm người là do một cái thiện nghiệp,
do một cái thiện nghiệp quá khứ nên mới được sinh ra làm người. Và khi mà sinh ra làm người thì tại sao có người thì được sống lâu mà có người thì phải chết sớm? Thì cái người mà sống lâu là do cái nghiệp thiện nhiều, cái người mà phải chết sớm là do cái thiện nghiệp ít. Cái thiện nghiệp mà ít thì nó nhanh hết, nó sẽ nhanh chóng hết đi. Và khi hết đi rồi thì mình không còn cái thiện nghiệp nó hỗ trợ cho mình được sống thêm nữa. Vậy thì cái người mà cái thiện nghiệp ít thì cái người đấy phải chết sớm. Cái người mà cái thiện nghiệp nhiều thì người đấy sẽ sống lâu hơn. Đây, có ai sống lâu chưa? Ai sống lâu là tự hào là do kiếp trước mình tạo nhiều thiện nghiệp ha. Có biết thiện nghiệp là gì không? Thiện nghiệp đó là những cái nghiệp như là mình giữ giới đấy. Có thể kiếp trước mình sinh ra mình đã từng là người Phật tử đấy, được đi quy y Tam Bảo và được các thầy dạy là hãy giữ giới không sát sinh. Vì giữ được cái giới không sát sinh, không giết hại mạng sống của chúng sinh khác, cho nên là bây giờ mình không có cái nghiệp gì nó đe dọa đến cái sự sống của mình cả. Vì đời trước mình có đe dọa mạng sống của ai đâu mà, cho nên bây giờ không ai đe dọa mạng sống của mình. Trước mình không có cướp đoạt mạng sống của ai, nên bây giờ không ai cướp đoạt mạng sống của mình. Vì mình không giết chúng sinh khác, nên bây giờ không bị cái chúng sinh khác nó giết nạn, cho nên mình được sống lâu. Sống lâu như ông huynh này là do kiếp trước là giữ giới, không có sát sinh nhá. Bây giờ muốn đời sau mà sống lâu thì đời này cũng phải giữ giới nhá, không được sát sinh. Mọi người cũng thế, ai mà sát sinh là mình đã nắm chắc trong tay cái nắm chắc trong tay là cái đời sống sau ấy. Đấy, là mình sẽ phải chết sớm, sẽ phải chết non. Cái đấy là tự mình tạo ra, mình phải chịu nhé. Đừng có mà trách trời, trách đất gì cả. Mà đó là do cái nghiệp của mình đã tạo. Vì chúng sinh nó có đời trước và có đời sau. Cái đời sống hiện tại của mình này, nó bị nó là cái sự trổ quả của những cái nghiệp mà mình đã tạo ở trong cái đời được kiếp trước ấy. Kiếp trước mình đã tạo những cái thiện nghiệp gì thì bây giờ mình được hưởng cái phước báo. Kiếp trước mình mà tạo cái ác nghiệp thì bây giờ mình chịu cái nỗi khổ đau. Vậy thì chết là do hết kinh thiện nghiệp là phải chết. Có những người thì cái thiện nghiệp người ta tạo rất là nhiều, và cái đời này người ta hưởng chưa hết thiện nghiệp, nhưng mà do hết tuổi thọ rồi. Những cái tuổi thọ trung bình là chỉ có dưới 100 tuổi thôi. Như thời bây giờ thì là cái tuổi thọ chỉ là 75 tuổi. Mà cái người nào cái thiện nghiệp sâu dày nó có thể sống được lâu hơn, có thể 80, 90, 100 tuổi. Nhưng mà khi mà hết tuổi thọ rồi thì cái người đấy phải chết. Nhưng mà cái thiện nghiệp nó còn thì cái người đấy có thể lại tiếp tục tái sinh lại làm người và tiếp tục hưởng cái phước tiếp nữa, hoặc là sinh về các cái cõi thiên giới khác nhau. Vậy người hết tuổi thọ thì cũng phải chết, dù mình có làm nhiều phước thiện thì cái tuổi thọ trung bình của con người khi mà nó chấm dứt thì phải chết. Đấy là chết do hết tuổi thọ. Cái thứ ba là chết do hết cả nghiệp và tuổi thọ. Có thể là một cái người đấy sống đến 70-80 tuổi, cái thiện nghiệp cũng hết mà tuổi thọ cũng hết, cho nên vì đó phải chết. Thì cái chết đấy là rất là tự nhiên, cho nên là không có luyến tiếc gì, không có phàn nàn, không có oán trách gì. Đó là cái chết nó đến thì mình phải biết chấp nhận. Và còn có một cái hạng nữa, đó là chết do bị cắt đứt mạng sống. Cắt đứt mạng sống đó là có thể là cái người đó mình thiện cái nghiệp của mình chưa hết, tuổi thọ của mình chưa hết, nhưng mà do mình không có thận trọng, ví dụ như là mình không có cái sự giữ gìn mạng sống của mình không được cẩn thận, nhưng mà mình đi xe ngoài đường mà đi ẩu, mình chỉ cần lơ là một chút là cái chết nó sẽ đến. Mình đi đường mình chỉ cần đạp vào một con rắn, mình trong cái thức ăn nó nhiễm một chút độc dược, hay là mình gây sự đánh nhau chửi nhau, mình có thể sẽ bị những cái người khác giết chết, bị những cái con vật có độc hung dữ giết chết, hay là gặp những cái tai nạn, những hiểm nguy, những cái thiên tai, những cái bệnh dịch, giặc cướp. Thì đấy là những cái chết do mà bị cái mạng sống của mình bị cắt ngang. Thì đấy là bốn nguyên nhân dẫn đến cái sự chết. Vậy thì
cái quy luật tự nhiên ở trên thế gian là cái gì sinh ra thì cái đấy phải chịu cái sự diệt đi. Tất cả vạn vật ở trên thế gian không có một cái gì sinh ra mà nó tồn tại mãi mãi. Là tất cả những cái chúng sinh hữu tình và tất cả các vạn vật vô tình, tức là giống như là sông núi, giống như là trái đất, giống như địa cầu, mặt trăng, mặt trời, thì nó sinh ra nó cũng sẽ phải diệt đi, chứ không có cái gì nó tồn tại mãi. Và cái chúng sinh là cái con người cũng theo cái quy luật vô thường, theo một cái quy luật tự nhiên như vậy, là sinh ra thì sẽ phải diệt đi. Đó là có sinh thì phải có tử, đó là cái quy luật, là có sinh, có già, có bệnh và có chết. Nhưng mà chúng sinh do khi mà sinh ra ở trên cuộc đời này thì bị những cái phiền não, bị những cái tâm vô minh nó che nấp, cho nên rằng là không có cái sự kinh cảm, không nhận thấy cái sự vô thường đấy, tức là cái tâm của mình không có thức tỉnh. Chúng sinh là vẫn không có thức tỉnh về cái sự vô thường, mà bị si mê, bị cái ảo tưởng nó chi phối, cho nên rằng là mình cứ thấy đời này nó còn dài, cho nên sinh ra những cái phiền não, sinh ra những cái tham đắm, sinh ra những cái chấp trước về cái sự sống ở trên thế gian này. Nên mình sinh ra trên thế gian mình sẽ bị tham đắm với những cái cảnh trần của thế gian, như là một chúng sinh sinh ra làm người có các cái căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý, và mình bị đắm nhiễm bởi các cái cảnh trần là sắc thanh hương vị xúc. Đấy là những cái cảnh trần bên ngoài. Vì chúng sinh bị tham đắm, bị đắm nhiễm những cái cảnh trần ở bên ngoài, cho nên chúng sinh tạo những cái thiện nghiệp và những cái ác nghiệp khác nhau. Có chúng sinh tạo thiện nghiệp, có chúng sinh tạo ác nghiệp. Vì những cái nghiệp khác nhau đấy, cho nên chúng sinh cứ trôi ở trong cái vòng luân hồi sinh tử, tức là cứ chết rồi lại đi tái sinh sang một kiếp khác, xong rồi tái sinh ở một kiếp khác đấy, rồi lại chết, chết rồi lại tái sinh sang một kiếp khác nữa, cứ liên tục như vậy hết kiếp này đến kiếp khác. Để những cái kiếp mà mình đã từng tái sinh nó nhiều vô số, nhiều hơn sao trên trời, tức là những cái kiếp mình đã từng tái sinh ở trong quá khứ ấy, mình đã từng sinh sinh tử tử nhiều như vậy, nhiều hơn sao trên trời, nhiều hơn nước ở dưới biển, nhiều hơn cát ở sông Hằng. Những cái bộ xương của mình ở trong quá khứ nó chồng chất lên thì nó còn cao hơn núi. Nước mắt của chúng sinh mà đã từng than khóc những người thân, đã từng than khóc những nỗi khổ đau thì nhiều hơn nước biển. Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Những cái đời quá khứ của mình nó nhiều đến như vậy. Máu của chúng sinh đã từng đổ xuống do đánh nhau, do những cái kiếp làm người đánh nhau, do những cái kiếp làm trâu bò húc nhau, do những cái kiếp làm chúng sinh cắn xé nhau, nó cũng nhiều hơn nước biển. Nó nhiều vô tận, nó nhiều bất tận như vậy. Vậy thì cái kiếp sống này nó chỉ là một cái giai đoạn rất là ngắn ngủi trong vô số kiếp về mà mình đã từng sinh ra và mình đã từng chết đi, rồi mình lại sinh ra, rồi lại chết đi, sinh diệt liên tục như vậy, hết đời này sang đời khác, hết kiếp này sang kiếp khác. Nhưng bây giờ mình có nhớ được về kiếp trước không? Có nhớ được về kiếp trước không? Tại sao không nhớ được? Tại vì những cái phiền não nó che nấp cho nên mình không nhớ được. Tại vì mình sinh ra một cái mình đã có tâm tham rồi, mà cái tham đấy nó là phiền não, nó che nấp mất cái trí tuệ, mình không nhớ lại được. Cái tâm sân nó che nấp phiền não, nó là một cái phiền não nó che nấp mất cái trí tuệ, mình không nhớ lại được. Tâm si, tất cả những cái phiền não tham sân si ngã mạn tà kiến, những cái tâm đấy nó là những phiền não nó che nấp mất trí tuệ, khiến cho mình không nhớ lại được đời quá khứ. Nhưng bây giờ muốn nhớ lại đời quá khứ, mình phải diệt trừ được những cái phiền não tham sân si. Mà muốn diệt trừ được phiền não tham sân si thì mình phải giữ giới và phải hành thiền, tu tập thiền chỉ và thiền quán, tức là thiền định và thiền tuệ, thì mình nhớ lại được những đời sống quá khứ. Mình thấy được những đời sống quá khứ thì mình mới thấy được cái thật, mình mới có được cái niềm tin như thật, và mới thấy được cái sự kinh cảm về những cái đời sống quá khứ mà mình đã sinh ra và chết đi,
nó nhiều bất tận, nhiều vô vàn, nhiều vô số như vậy. Để mà tưởng niệm về cái chết rồi thì mình không có, mình phải có cái tâm nhàn chán, không có ưa thích những cái cảnh trần quá, ưa thích những cái danh lợi, những cái phàm tục ở thế gian, những cái niềm vui giả tạm ở thế gian, chạy theo những cái niềm vui giả tạm ở thế gian nhiều quá, khiến cho cái tâm càng ngày nó càng tham đắm, càng ngày nó càng sân hận, càng ngày nó càng tối tăm, càng ngày nó càng mù mịt hơn, là do mình không có cái sự thức tỉnh về cái sự chết này. Không phải là mình chỉ có chết một lần mà chết vô số lần. Nếu như cái đời này mà còn không thức tỉnh thì mình lại tiếp tục chìm đắm ở trong cái dòng sinh tử đấy muôn đời kiếp về sau. Và những chúng sinh sinh ra được làm người thì có một cái may mắn, đó là mình có được cái trí tuệ để được, để có thể nghe được giáo pháp, để có thể thực hành được giáo pháp và để có thể tiến hóa mình thêm. Tức là mình có thể có được cái sự tiến hóa, có được cái sự lợi ích, có được cái sự an vui nhờ cái sự tu tập về tâm, tu tập về thân, tu tập về lời nói, tu tập về thân khẩu ý, để đời sau sinh ra sẽ được sinh trở lại làm người. Nếu có sinh trở lại làm người, là một người sống lâu, có sắc đẹp, được an vui, có sức khỏe, có trí tuệ, hoặc là sinh trở lại làm các vị chư thiên, các vị thiên thần, các vị chư thiên sống trên mặt đất, chư thiên sống trên hư không, chư thiên các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Hoặc là nếu tu tập giới định tuệ để chứng đắc các đạo quả, chứng đắc niết bàn, thì mới có thể chấm dứt được cái vòng luân hồi, chấm dứt những cái sự sinh tử. Còn nếu không thì cứ ở trong cái dòng sinh tử này lâu dài. Vậy bây giờ muốn thức tỉnh về sự chết thì cần phải tu tập niệm sự chết, suy tư về sự chết, chiêm niệm về sự chết, quán chiếu về sự chết. Có biết cách quán chiếu về sự chết không? Bây giờ sư dạy cái cách quán chiếu về sự chết. Muốn quán chiếu về sự chết thì mình phải ngồi giống như ngồi thiền đấy, nhắm mắt lại, tâm của mình phải hình dung đến một cái người đã chết. Mọi người đã nhìn thấy người chết chưa? Nhìn thấy rồi ha. Ví dụ một người nam thì nhớ lại một cái xác chết người nam, một người nữ nhớ lại xác chết một người nữ nha. Dù đây là một cái xác chết, nhìn kỹ chưa? Nhìn thấy không? Xác chết này có đẹp không? Một xác chết này đã bị trương sình này, cái da trắng trẻo như vậy thì bây giờ đã bị thâm tím này rồi ha. Và trên da thì những con giòi bọ nó đang rút rỉa đấy nhá, nó đang ăn, nó đang chui ở trong, nó chui ra này, chui ở ngoài, nó chui vào này, nó giòi bọ nó đang rút rỉa ha. Những cái người thân của mình chết rồi nó có như thế này không? Sau này mình chết mình có giống thế này không? Thì chúng sinh khi mà sống ở trên đời thì rất là tham ái, tham đắm với cái xác thân. Nhưng mà đến khi chết rồi thì cái xác chân nó sẽ thối như thế này. Đây là mình nhìn thấy cái hình ảnh mà có ngửi thấy cái mùi thối không? Không thấy ha. Mà thấy cái mùi thối thì khủng khiếp, nó bỏ chạy hết. Quán chiếu về sự chết thì bây giờ mình phải nhắm mắt lại. Mình hình dung ra một cái xác chết như thế này, xong rồi mình nhắm mắt lại, mình trong tâm mình vẫn còn nhớ được cái hình ảnh của xác chết và cứ niệm xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Mình cảm tưởng như cái xác chết đó nó cũng ngay ở trước mặt mình ấy. Cứ quán chiếu, cứ quán tưởng, cứ quán niệm như thế. Quán niệm như thế thì cái tâm của mình nó mới nhàn, nó mới ni tham. Cái tâm tham nó sẽ được diệt trừ nếu như có cái sự quán chiếu về sự chết này. Mấy người đây có tâm tham không? Tâm tham có lớn không? Muốn diệt trừ được cái tâm tham thì phải quán chiếu về sự chết, cứ xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh, quán chiếu về sự chết để cho cái tâm nó thức tỉnh, nó biết rằng một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ chết, ta cũng sẽ chết. Đây là một cái loại quán chiếu về xác chết. Cái nào người nào mà ưa cứ nghĩ là cái da của mình nó trắng trẻo, nó đẹp đẽ thì quán chiếu về cái xác chết nó đang trương sình, nó đang bị đòi bọn rút rỉa này. Một cách quán chiếu về sự chết. Hai là quán chiếu về sự chết đang bị diều hâu nó ăn thịt.
Diều hâu nó moi hết ruột, nó moi hết thịt, nó ăn rồi còn lại mỗi bộ xương không đấy. Cái này là do ở bên cái văn hóa ở bên các nước Phật giáo, các nước Ấn Độ, nhất là bên Ấn Độ, là khi mà nhà có người mất, người ta không có chôn giống như ở Việt Nam với Trung Quốc, mà người ta chỉ bỏ xác vào trong rừng ấy, hoặc là bỏ cánh đồng, hoặc bỏ ngoài vườn đấy. Thì những con chó sói ấy, hay là những con chồn, con chuột hay là những con diều hâu nó sẽ đến, nó ăn hết thịt, đến nó mổ hết thịt nó ăn và nó chỉ bỏ. Còn lại những cái bộ xương này thì cứ rơi rác ở ngoài vườn ấy. Nhưng mà người ta không có sợ những cái bộ xương người sắp chết này, người ta coi là bình thường. Có người chết thì người ta sẽ quẳng cái xác xuống sông cho cá ăn, có người thì người ta quẳng vào trong rừng cho sói, cho diều hâu ăn. Xong rồi ăn hết thịt rồi còn cái xương thì vứt ở đâu thì vứt. Đấy cũng là một cái cách an táng người chết, gọi là điểu táng cho chim ăn. Ở Việt Nam thì cái mang đi chôn, đấy cũng là một cái cách an táng xác chết này. Mình chú tâm, mình hình dung cái xác chết, mình cứ niệm xác chết cũng được. Cái người nào mà mình tham đắm về thích, tham đắm về cơ bắp, tham đắm về cái xác thịt thì quán chiếu cái này hết tham đắm. Đây là cái xác chết còn là xương thịt và máu, như là một cái tử thi mà đang mổ, người ta khám nghiệm tử thi, người ta mổ, người ta rạch ra, người ta thấy cái thân con người nó giống như một cái vỏ bọc ấy. Cái da ở bên ngoài nó giống như một cái túi da nó bao bọc, mà ở bên trong nó giống như là các cái cỗ máy. Giống như mình nhìn một cái xe, cái bên ngoài trong nó hào nhoáng, và khi mà mình tháo gỡ tất cả những cái phần ở bên trong ra, mình tháo gỡ bánh ra, bánh trục ra, trục xe ra, xe máy móc ra, máy móc, thì nó không còn hình dáng của cái xe nữa. Cái thân con người cũng vậy, mình nhìn thấy ở bên ngoài mình thấy là có người đẹp, có người xấu, có người cao, người thấp, người mập, người gầy, mình thấy có nhiều cái hình dạng khác nhau. Nhưng mà khi mà mình mổ xẻ cái thân này ra, mình sẽ thấy bên trong con người nó cũng đều nhơ nhớp như thế này, nó cũng đều bất tịnh như thế này, nó cũng đều hôi tanh như thế này, nó cũng giống như những cái cỗ máy tiêu hóa như thế này, nó giống như một cái túi da nó bao bọc đấy những cái ruột già, tim gân phèo, ruột phổi ở bên trong như thế này. Và mình sẽ thấy nó thật là ghê gớm. Thân thể con người để mình thấy ra được cái sự giả tạo, thấy ra được cái không có cái không, mình không có chấp vào cái hình tướng của con người. Con người dù đẹp xấu thì cũng chỉ là cái thân thể hôi thối, hôi tanh và bất tịnh như thế này mà thôi. Đây là những cái xác chết lâu ngày rồi, chỉ còn lại mỗi những cái bộ xương khô như thế này thôi. Quán chiếu cái bộ xương khô như thế này để biết được rằng tương lai mình chết thì nó cũng chỉ là những cái bộ xương khô như thế này mà thôi. Đấy là một cái cách quán chiếu. Cuối cùng cái bộ xương nó cũng mục hết, nó tàn tạ, nó rơi rụng hết. Và đây là cái đống tro tàn. Nếu một cái người nào mang đi thiêu thì cuối cùng cái thân thể của mình cuối cùng nó chỉ còn lại một cái nắm tro tàn như thế này mà thôi. Mình quán chiếu trên cái nắm tro tàn đấy để mình biết được cái thân thể của mình nó cũng chỉ như là một cái nắm tro bụi mà thôi. Nên cuối cùng nó trở thành một cái nắm tro. Và những cái người mang đi thiêu rồi, người ta nhem những cái nắm tro này, người ta ném xuống sông để cho nó hòa tan với lòng nước. Người ta vãi ra những cánh đồng để cho nó hòa tan với đất, với nước, với lửa, với gió. Bởi vì cái thân con người là cái thân tứ đại: đất, nước, lửa và gió. Nó là cái thân tứ đại như vậy. Bởi vì khi mà mình sinh ra, mình sẽ được sinh ra cái xác thân này. Nó có bốn cái nhân để nó tạo nên cái xác thân này. Một là nghiệp, tức là cái thiện nghiệp ở trong quá khứ. Cho nên mình nhờ có một cái thiện nghiệp, giống như là có thể trong quá khứ mình đã từng làm cái thiện nghiệp như bố thí, hoặc là thiện nghiệp giữ giới, hoặc thiện nghiệp đảnh lễ Phật, hoặc thiện nghiệp nghe pháp, hoặc là giúp đỡ phục vụ mọi người, hoặc là cung kính, hoặc là cúng dường.
tất cả những cái thiện nghiệp đấy nó là cái nhân khiến cho đến cái kiếp quá khứ ấy mình chết mình mới được đầu thai trở lại làm người. Đấy là một cái nhân quá khứ, đó là do nghiệp, là cái nhân. Khi mà được đầu thai ở làm người rồi, ngay nếu mà chúng sinh sinh làm người thì phải đầu thai có ở trong thai, trong bào thai. Và cái lúc đấy thì những chúng sinh đấy để mà lớn lên được ấy thì mình cần phải có thực phẩm, tức là cần phải có thức ăn. Vậy thì hàng ngày mình ăn những cái thực phẩm ở bên ngoài, cái thực phẩm đó có thể là thực vật, có thể là động vật, mà những cái thực phẩm đó nó cũng là đất nước lửa gió, tất cả những cái thực phẩm đấy nó cũng là tứ đại. Vậy thì mình mượn cái tứ đại ở bên ngoài, cái đất nước lửa gió, qua cái sự chuyển hóa, tức là cái sự tiêu hóa, nó tạo thành những cái dưỡng chất, nó nuôi dưỡng cái thân này, và mình có được cái thân thể này. Vậy cái thân thể của mình là cái thân tứ đại, đất nước lửa gió. Và một khi mà sinh ra ở trên đời ấy, thì có những cái người có những cái tâm, có những cái tâm thiện, có những cái người thì có những cái tâm bất thiện. Khi có những cái người thì có những cái tâm vui vẻ, có những cái người thì có những cái tâm nó sầu bi. Thì những cái người nào mà có cái tâm hoan hỷ thì cái người đấy cũng có được cái sức khỏe tốt hơn, có được cái sắc thân nó sáng sủa hơn. Cái người nào mà cái tâm luôn luôn sầu bi thì cái người đấy cũng có nhiều bệnh tật hơn, ốm yếu hơn, và cái thân thể nó cũng không được, nó cũng không được mạnh khỏe. Thế này, vậy thì cái thân của mình tồn tại do bốn nguyên nhân là nghiệp, là tâm. Nếu tâm tốt thì cái thân cũng tốt, cái tâm xấu thì cái xác thân nó cũng xấu. Thời tiết, nếu mà thời tiết phù hợp thì mình sẽ có được cái sức khỏe tốt, thời tiết mà không tốt thì sức khỏe không tốt. Vật thực, thời tiết và vật thực bốn loại đó là nghiệp, đó là tâm, đó là thời tiết và đó là thức ăn. Nên thức, người nào mà ăn nhiều dinh dưỡng thì người đó mập mạp béo khỏe hơn, người nào mà ăn ít dinh dưỡng thì người đó gầy gò ốm yếu hơn. Bởi vì là cái thân của con chúng sinh là thân tứ đại, cho nên đến khi chết cái thân này sẽ trở về với tứ đại. Cái trở về với tứ đại như là mình có những cái đại chủng trên thân mình, như là nó có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá nách, phổi, ruột, màng, bụng, phân, mật, bụng, phân, tất cả những cái thứ đấy đều là đất, đều là địa đại. Khi mình chết, tất cả những cái thứ ấy nó trở thành đất, nó tan rã thành đất. Còn những cái thứ mà nó là nước, như là mật, đàm, mủ máu, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu, thì những cái phần đấy nó thuộc về nước, thì khi mình chết nó tan rã ra và nó sẽ hòa nhập trở lại với nước ở trong địa đại. Và những cái hơi thở, khi mà mình còn sống thì nó còn có hơi thở đi vào và nó còn có hơi thở đi ra. Khi mà có hơi thở đi vào, có hơi thở đi ra thì nó có phong đạn, nó có gió, nó sẽ lưu thông ở trong khắp cái thân thể mình. Gió nó sẽ đi vào trong ruột già, gió nó đi vào ruột non, gió nó đi vào khắp toàn thân, gió nó đi vào khắp tứ chi. Vì vậy thỉnh thoảng có những người bị trúng gió độc cảm thấy nó đau nhức, vì trong người mình luôn luôn có những cái luồng gió lưu thông. Còn đến khi chết thì một cái hơi thở nó hắt ra, nó không trở lại nữa và mình sẽ chết. Vậy thì gió nó sẽ trở về với gió. Và nửa, khi mà mình còn sống thì cái thân thể của mình nó còn có nhiệt, nó còn có cái nhiệt, ví dụ ở trong bao tử của mình nó có cái nhiệt để nó tiêu hóa được thức ăn. Trong thân thể của mình nó có cái hơi ấm để nó giữ cho mình luôn luôn có cái sự sống. Ngày nào mình còn cái hơi ấm là lúc đấy mình còn duy trì được mạng sống. Còn khi nào một cái người chết, mình đụng vào cái người chết, mình sẽ thấy cái người đó lạnh và cứng đơ ra, bởi vì cái hơi ấm nó đã biến mất, cái chất lửa nó đã biến mất. Vậy thì trong thân thể con người có đất nước lửa gió, và khi chết thì đất nó trở về đất, nước nó trở về nước, lửa nó trở về lửa, gió nó sẽ trở về với gió. Vậy thì cái thân này là thân tứ đại, và chúng sinh thì không có hiểu rằng thân này là của tứ đại, mà lại cứ nghĩ rằng là thân này là của ta, thân này là ta, thân này là tự ngã của ta.
chính vì nghĩ cái thân này của ta, cho nên rằng là mình đã tốn hao rất là nhiều công sức để chăm sóc, để chiều chuộng cho cái thân này, chiều chuộng cho cái thân này, tốn rất là nhiều thời gian, tốn rất nhiều công sức, tốn rất nhiều sức lực, tạo rất nhiều ác nghiệp, tạo rất nhiều những cái nghiệp bất thiện. Vì nuôi dưỡng cái thân này mà mình giết hại những cái mạng sống của những cái chúng sinh khác. Vì để nuôi dưỡng cái thân này mà mình đi ăn trộm tài sản của người khác. Vì chiều chuộng cái thân này mà mình tà dâm, nói dối, uống rượu. Tất cả những cái nghiệp bất thiện đó cũng là đều từ cái sự quán nuông chiều cái xác thân giả tạm này. Và cho nên đến khi chết, chúng sinh đấy phải đầu thai ở trong những cái cõi khổ, đó là phải đọa vào các cái cảnh giới như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atuna, những cái cõi khổ đau. Sinh ra làm người thì phải chịu chết non, phải chịu bệnh tật, phải chịu những cái cảnh bất hạnh, sầu bi. Đấy là do cái ác nghiệp mà mình phải chịu. Vậy thì phải quán niệm về cái sự chết để cho mình thức tỉnh về sự chết. Đây là một cái câu chuyện về một cái vị này có cái tâm rất là thức tỉnh về cái sự chết. Và có một cái người gia chủ này, trong gia đình có một người chồng, một người vợ, một người con trai, một người con dâu, một người con gái và một cái người phục vụ ở trong một cái gia đình đấy. Và cái ông này ông dạy tất cả mọi người là luôn luôn cần phải quán chiếu đến sự chết. Quán chiếu đến sự chết bằng cái cách gì? Đấy, một rằng là mình có thể tưởng đến cái sự chết của người khác, đó là nhớ đến một cái xác chết mà mình đã nhìn thấy và mình niệm xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Đấy là quán về cái sự chết bên ngoài. Và sau đó mình sẽ quán về cái sự chết ở bên trong. Đó là mình hướng tâm vào cái thân của mình quán chiếu này. Mạng sống của ta sẽ chấm dứt trong cái chết. Sự sống là không chắc chắn, còn cái chết là chắc chắn. Đấy, chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết. Thầm niệm như vậy ở trong tâm để cho mình thức tỉnh được rằng là dù mình có phấn đấu, mình có làm bất cứ một cái công việc gì, dù cái công việc đó quan trọng đến đâu, dù mình trở thành một cái người tài giỏi đến đâu, dù mình trở thành một cái người giàu có đến đâu, dù mình trở thành một cái người có quyền lực đến đâu, dù mình là một cái người có danh tiếng đến đâu, thì cuối cùng mình cũng sẽ đi đến cái đích cuối cùng, đó là cái chết. Không thể nào tránh được cái chết. Và cái chết nó đến với mình từng ngày, từng giờ. Mỗi một ngày trôi qua là một ngày mình đang tiến gần đến sự chết. Mỗi một giờ phút nó trôi qua là một giờ phút mình đang tiến gần đến sự chết. Giống như là một cái con trâu mà người ta dắt nó đến cái lò mổ, mỗi một cái bước đi là nó đang tiến gần đến sự chết. Nhưng mà cái con trâu nó ngu si, nó không biết rằng mình đang được dắt đến cái chỗ mổ, cho nên nó đi nó vẫn vui vẻ, nó vẫn thản nhiên, nó vẫn bình tĩnh, nó vẫn thích thú với những cái sự vui này vui nọ. Thì những chúng sinh vô minh ở trên trần gian cũng vậy. Mỗi một ngày trôi qua là một ngày mình đang tiến đến cái chết, nhưng mình không có hiểu được cái điều đó mà mình vẫn say sưa thích thú với những cái niềm vui giả tạm ở thế gian. Niềm vui giả tạm ở thế gian là cái gì? Đó là mình đi tầm cầu cái danh, cái lợi, tầm cầu những cái vui giả tạm, những cái hào nhoáng, những cái giải trí tầm thường ở bên ngoài, mà mình không có dành thời gian để mà rèn luyện cái tâm cho nó được thanh tịnh, để mà được tiến hóa, được sinh về những cái cõi an lành hơn. Chạy theo cái giả tạm ở thế gian rất là nhiều. Thì mình cũng giống như những cái con trâu vậy, nó không có hiểu biết gì. Cứ mỗi một ngày trôi qua là một ngày mình đang tiến gần đến sự chết. Và cái mạng sống này thì nó không có chắc chắn.
Mình có thể hôm nay mình còn sống, nhưng mà cái mạng có thể hôm nay mình sống, nhưng mà có thể ngày mai chưa chắc mình đã còn. Có thể là một tuần sau, một tháng sau, một năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau. Được 20 năm sau có bằng này người có còn tồn tại ngồi đây không? Có gặp nhau được một lần nữa đầy đủ không? 2 năm nữa chưa chắc. Đã hao vợ đi rất là nhiều rồi, chứ chưa nói gì đến 20 năm sau. Vậy thì cái sự sống nó mong manh như thế, nó vô thường như thế, nó giả tạm như thế. Và cái sự sống nó đến là một cái điều chắc chắn, bởi vì có rất là nhiều những cái nguy hiểm, nó đang rình rập, cái tử thần nó rình rập bên mình, tử thần nó rình rập bên mình, rất nó có thể đến với mình bằng bất cứ một cái cách thức nào. Mình rất dễ dàng gặp phải một cái sự chết, bất cứ một cái sự cố gì nó cũng có thể xảy ra và nó cướp đi cái mạng sống của mình một cách dễ dàng. Vì vậy mình có thể hiểu được rằng mạng sống là không chắc chắn, còn cái chết là chắc chắn. Và mình cũng cần phải quán chiếu như là tất cả những cái người, những cái bậc đế vương, những cái người nổi tiếng, những cái người có danh vọng lớn, có quyền lực lớn ở trong quá khứ, những người đấy giờ không còn nữa, những người đấy đã chết cả rồi. Vậy những cái người cao thượng, mình thần tượng, mình tôn sùng, người đấy cũng chết. Những cái người hạ liệt, những cái người thấp kém, những cái kẻ trộm cướp, những cái người mà mình coi thường, vậy thì cao thượng cũng chết, hạ liệt cũng chết. Những cái chúng sinh cao thượng như là các cái loài hàng chư thiên, các cái hàng thần, các cái vị thiên thần, họ cũng phải chết, chứ không phải là họ sống mãi được. Cho đến những cái hàng ma quỷ, họ cũng phải chết, chứ họ chẳng tồn tại mãi được. Tất cả chúng sinh đều như thế. Tất cả những chúng sinh ở bên ngoài, ở xa, những chúng sinh ở gần, và đến cái bản thân mình cũng không tránh khỏi cái quy luật tự nhiên, đó là phải chết. Vì luôn luôn quán chiếu như thế và vì đó luôn luôn thẩm niệm rằng chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết. Vì cái người có cái tưởng về cái sự chết, có cái thức tỉnh về cái sự chết, thì cái người đó không có tham đắm, không có chấp trước, không có nương tựa vào những cái pháp giả tạo ở thế gian. Vị đấy sống không nương tựa, không chấp trước một thứ gì, không chấp trước, tức là vị đó không có cái sự ngã mạn, không thấy mình hơn người, không có khoe khoang, không có chê bai, không có cầu cạnh gì. Tức là mình sống rất là tự tại, an nhiên, mình hài lòng với những cái gì mình đang có, mình không tham, không cầu, không tham, không cầu, không có sầu bi khổ não. Có kể cái chết nó đến với cái người thân, có thể cái chết nó đến với kẻ thù, có thể nó đến với người ở gần, có thể nó đến với người ở xa, mình coi nó là cái quy luật tự nhiên. Và thế là ở trong cái câu chuyện này nói rằng có một cái gia đình như vậy, có một hôm có hai bố con đi cày ngoài đồng. Thì cái người con trai đang cày thì nên đốt một cái nắm rơm để sưởi ấm. Thì bên cạnh cái đống lửa có một con rắn độc, nó bị khói và nó chui ra ngoài và nó cắn vào tay và chân của cái người con trai, và cái người con trai đó chết. Thì cái người cha này mới lên thì thấy con mình đã chết rồi, cho nên là đặt con mình lên nằm ở trên cái bờ ruộng, và ông lại tiếp tục xuống cày ruộng, coi như là một cái chuyện rất bình thường xảy ra. Cho đến trưa thì có những người hàng xóm đi làm về, thì cái người cha này ông mới dặn hỏi những người hàng xóm này là: này các vị, khi mà về qua nhà tôi hãy thông báo cho tất cả những người thân nhà tôi là hôm nay mang cơm ra đồng chỉ cần mang một suất thôi. Mọi ngày thì mang hai suất, nhưng hôm nay chỉ cần mang một suất thôi. Và mọi người hãy tập trung ra đây, ăn mặc đẹp vào, mang nhiều hương hoa ra đây. Ông chỉ dặn mỗi vậy thôi. Và mọi người về nhắn nhủ lại với người thân của ông như thế. Có tất cả những người thân, khi mà những người trong nhà nghe nói như vậy, biết ngay là có cái người con trai trong nhà đã chết rồi. Những người hàng xóm thì người ta không hiểu, nhưng mà những cái người thân trong nhà biết người con trai đã chết. Và mọi người bắt đầu làm cơm nước ăn xong rồi đi ra đồng mang một suất cơm cho cái người cha. Người cha này ông ấy
nghỉ tay ăn uống xong rồi bắt đầu mọi người mới chất một cái giàn thiêu, nhặt những cái củi ở xung quanh cánh đồng chất lên và đặt cái xác chết của cái người con trai này lên và đốt. Nhưng mà bắt người mọi người cứ đốt một cách rất là thản nhiên như vậy, thì lúc đấy có một cái vị chư thiên, vị chư thiên này, vị quan sát, vị thấy, vị ô kỳ lạ quá nhỉ, sao là có cái gia đình này có một cái người chết mà người ta rất là thản nhiên, không có ai than khóc cả, mọi người không có khóc, không có vật vã, không có đau thương, không có kêu gào, không có kể nể, không có thảm thiết gì hết. Thế là cái vị thiên thần đấy bị biến thành một cái người, bị xuống bị hỏi: này các vị đang nướng thịt thú rừng à, đã chín chưa, cho ta xin một miếng, ta đang đói đây. Và lúc này những cái người thần này mới bảo: không, chúng tôi không có đốt, không có nướng thịt thú nào cả, mà chúng tôi đang thiêu xác chết đấy, đang thiêu người đấy. Nên cái vị thiên thần này mới hỏi là: thế các vị đang thiêu một kẻ thù à? Bảo: không, đây là con trai của chúng tôi chứ không phải là kẻ thù. Thế là vị này mới hỏi: thế tôi không tin được, thường thường là ở thế gian này, nhìn gia đình mà có một người chết thì những người thân sẽ than khóc vật vã, kêu la thảm thiết. Tại sao nhà các vị có một người chết, một người thân chết mà các vị thản nhiên như thế, không có ai than khóc gì cả? Thì lúc này cái người cha nói một cái bài kệ này: như con rắn chút bỏ ra tàn, đạt đến trưởng thành chính bản thân, cũng vẫn khi thân không hưởng nạn, đến thời người chết phải từ trần. Là cái người chết giống như là con rắn nột ra, nó là một cái quy luật rất là tự nhiên. Bởi vì cái người này người ta hiểu, bỏ cái da này thì sẽ có cái da khác, bỏ cái xác thân này thì sẽ có một cái xác thân khác. Tức là cái người chết này không phải là hết, người đấy lại tái sinh, có một đời sống mới, có một thân thể mới, có một mạng sống mới. Tức là cái vị đó sẽ đi tái sinh về một kiếp mới, chứ không phải vị đó đã biến mất. Vậy chết không có gì đáng sợ cả, cho nên không có gì phải khóc. Và ông đọc tiếp bài kệ: kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, vì thế tôi chẳng hề than khóc, kẻ đã đi theo đúng bước đường. Tức là cái đi theo đúng cái quy luật, đúng cái con đường, cái đời tổ phụ cha ông cụ kính bao nhiêu đời cũng đi theo cái con đường đấy, sinh ra rồi phải chết đi, đến cái thời hiện tại bây giờ sinh ra cũng phải chết đi, đến cái thời tương lai sau này những cái đứa trẻ nó sinh ra rồi nó cũng phải chết đi. Vậy thì việc gì phải khóc nhau cho nó tổn hại cái thân tâm ra. Cái người chết rồi người ta đâu có biết được cái người thân đang khóc nữa mà chết mà phải khóc. Nên vì thế tôi chẳng cần hề than khóc, vì cái người chết là cái người đi theo đúng quy luật, có sinh thì phải có tử, đó là vì kẻ đã đi theo đúng bước đường là vậy. Thế là cái vị thiên này, cái ông thiên thần này, ông mới bảo có thể là cái người cha thì có cái tâm, có cái lòng dạ sắt đá cứng cỏi, cho nên rằng là không khóc người thân là chuyện bình thường. Còn những cái người mẹ thì mềm yếu, bao giờ mà chả thương con chết thì làm sao mà không đau xót được. Và lúc đấy ông thiên thì ông quay sang hỏi cái bà mẹ này: thế tại sao bà lại không khóc đứa con trai này? Và cái bà mẹ bà nói một cái câu này: không gọi từ đâu nó đến đây, chẳng ai cho phép nó đi ngay, nó đi nó đến đều như thế, sao phải khóc than nó chốn này. Bà này bà cũng rất là hiểu về cái quy luật tự nhiên, khi mà nó chưa sinh ra có biết nó là như thế nào đâu, có ai mời ai gọi đâu, tự động nó đến, và cũng chẳng có xua đuổi gì, chẳng cho phép gì, nó tự động nó đi. Thì bởi vì cái nghiệp của nó là như vậy, nó đến như vậy và nó đến theo cái nghiệp của nó đi theo cái nghiệp của nó. Mình chẳng phải là cái người chủ sở hữu mà có thể điều khiển được cái nghiệp của nó. Vậy thì nó sinh ra rồi nó lớn lên nó như thế nào thì đó là do số phận của nó, do cái nghiệp lực của nó tự nó thúc đẩy nó mà thôi. Nó lớn lên, cha mẹ sinh con trời sinh tính, mỗi một đứa con nó sẽ có một cái nghiệp khác nhau, cho nên nó có cái tính tình khác nhau, nó có cái tâm tính khác nhau, chứ không có đứa nào nó giống đứa nào. Cha mẹ thì sinh ra cái thân tứ đại của nó, nhưng không phải là sinh ra được cái tâm của nó, cho nên là nó đi theo cái nghiệp của nó, không có giữ, không có gọi khi nó đến mà cũng không có giữ khi nó đi.
cho nên là không gọi từ đâu nó đến đây, chẳng ai cho phép nó đi ngay, nó đi nó đến đều như thế. Cho nên cái người có trí tuệ, người ta tự tại, người ta dừng dưng như vậy, dù nó có đến cũng bình thường, nó đi cũng bình thường, cho nên là không có phải khóc than gì đâu cả. Lúc này thì cái vị thiên thần này mới quay sang hỏi cô em gái này, cô sao cô lại không khóc anh trai? Thì cô em gái này cô nói một cái bài kệ này: nếu con khóc sẽ phải gầy mòn, bù đắp có gì trả lại con, lại còn phát sinh nhiều bất nợ cho bà con quyến thuộc thân bằng. Nhưng khóc than gì cái người mà đang bị thiêu giống như là một cái nắm cho tàn, người ta chết một cái người ta đi đầu thai ngay lập tức. Tất cả những cái người chết là như vậy, tức là đã chết rồi, chết một cái, tắt thở một cái, họ đi đầu thai ngay. Đầu thai nó có nhiều cái cách thức đầu thai, có người thì hóa sinh, có người thì thai sinh, có người thì thấp sinh, có người thì noãn sinh. Tức là có những chúng sinh mà người ta sinh về những cái cõi như là cõi trời chẳng hạn thì người ta hóa sinh ngay lập tức. Nếu như người chết, người ta có phước, người ta sinh lên cõi thiên giới là người ta hóa sinh. Một vị chư thiên là trưởng thành luôn, không có cần phải nuôi dưỡng. Hoặc là người ta sinh làm ngã quỷ, người ta cũng hóa sinh. Ngã quỷ người ta cũng trưởng thành, người ta nhớ lại kiếp sống, đời sống quá khứ ngay. Hoặc là sinh nằm xuống địa ngục người ta cũng hóa sinh. Còn nếu sinh trở lại làm người thì người ta phải đầu thai. Sinh nằm súc sinh thì phải đầu thai. Nên sinh nằm những loài cầm thú thì đầu thai và trứng. Và thai sinh, loạn sinh, thấp sinh, hóa sinh là như vậy. Những chúng sinh mà sinh về hóa sinh ấy, những chúng sinh mà người ta hóa sinh thì người ta nhớ lại được cái đời sống quá khứ. Còn những chúng sinh mà trải qua cái quá trình thai sinh và noãn sinh thì người quên mất cái kiếp quá khứ. Cho nên là bây giờ nói đến chúng sinh ở cõi người thì không ai nhớ lại được cái đời quá khứ cả. Nhưng còn chúng sinh mà sinh ra nằm ở cái kiếp, ở cái cõi địa ngục, ngã quỷ và chư thiên thần thì người ta lại nhớ được các kiếp quá khứ. Bởi vì người ta hóa sinh, người ta chết ngay, người ta hóa sinh ngay. Vậy người chết một cái là đi tái sinh, có một kiếp mới ngay cái lúc mà bị đó chết, không có cái sự chờ đợi nào cả. Vậy thì ở thế gian thì có những cái tục lệ cúng cầu siêu cho người chết ấy. Người ta chết rồi người ta sẽ có cái lễ nhập niệm đám ma. Tuần nhất thì có cúng tuần nhất, tuần nhị, tuần tam, tuần thứ cho đến tuần tứ kiệu, tuần bách nhật, rồi dỗ một, dỗ hai, rồi dỗ mãi mãi. Và mỗi những cái lần đấy là một cái lần lễ cầu siêu. Có siêu được không? Thực ra thì người chết rồi, nếu như chúng sinh đó mà sinh về cõi trời rồi thì còn không cần phải siêu nữa, vì họ đang hưởng cái phước báo an vui. Nếu chúng sinh đó sinh lại làm người rồi thì người ta cũng không có nhận được cái sự cúng bái gì cả. Như bây giờ mình đang sống cõi người nhưng mà con cháu kiếp trước mình nó đang cúng bái mình đâu, mình có biết gì đâu. Và sinh làm súc sinh cũng vậy, chẳng biết gì nữa. Sinh làm xuống địa ngục thì cũng không biết được nữa. Nhưng mà có một cái loài đó là loài ngã quỷ. Nếu như cái chúng sinh nào mà khi chết ấy, mà có cái tâm sân nó khởi lên thì chúng sinh phải đọa xuống địa ngục. Đọa địa ngục thì người không thể nào mà cúng bái, không hồi hướng cái phước cho người đấy được. Có những chúng sinh khi chết người ta chết với tâm tham. Đó là có những chúng sinh mà người ta có nhiều tài sản quá, lúc chết người ta tham ái với cái tài sản. Có thể là người ta tham ái với ngôi nhà, có ngôi nhà đẹp mà họ cứ lúc nào cũng tưởng nhớ, cũng tham ái với nhà cửa, với tài sản, với những cái vàng bạc của cải. Càng nhiều thì cái sự tham ái dính mắc càng lớn. Thì cái tham ái dính mắc đấy nó làm cho chúng sinh tái hóa sinh làm địa, làm ngã quỷ. Ngã quỷ thì sẽ lang thang vất vưởng ở xung quanh nhà, hay tác động vào người sống, hay đòi hỏi nhà cửa, đòi hỏi ăn uống. Có những chúng sinh thì tham ái với thức ăn, có chúng sinh thì tham ái với người thân, có chúng sinh thì tham ái với cái chính thân của mình, mà chết đều phải hóa sinh làm ngã quỷ hết. Thì nếu chúng sinh là sinh ở cái kiếp là ngã quỷ như vậy thì mình có thể hồi hướng công đức cho họ được. Nhưng mà phải làm đúng pháp thì mới hồi hướng công đức cho những cái chúng sinh, cho những người thân sinh làm ngã quỷ này. Đúng pháp có nghĩa là mình phải tạo công đức và hồi hướng công đức cho người đó. Chứ không phải là mình mời một cái thầy cúng nào đến và đọc mấy cái bài cúng mà cái người đó siêu thoát được.
Và mình nhớ là cả mình dâng cúng những cái món vật thực, dù là cái món ngon, vật đạt, món cao sang đến đâu, thì những cái người thân đấy không có ăn cái vật thực đấy. Kể cả mình cúng Phật cũng vậy, Phật không có ăn những cái mà mình dâng cúng. Mình dâng hương hoa, để mình dâng cái này cái kia cúng Phật để tỏ cái lòng thành kính của mình thôi. Chứ không có cái vị nào mà dùng cái những cái món ăn của cõi người hết. Cõi nào có cái thức ăn của cõi đấy. Cõi trời người ta có thức ăn của cõi trời, các cái vị thiên thần người ta có cái thức ăn của cái cõi thiên thần. Người ta không ăn cái thức ăn của cõi người. Người ta chê bai thức ăn của cõi người là hôi thanh bất tinh thì không ăn. Mình có cúng thì mình tỏ cái lòng thành kính vậy thôi, nhưng người ta không ăn. Chúng sinh ở ngã quỷ thì người ta không ăn được. Nếu họ rất là đói nhưng họ không ăn được. Họ đòi ăn nhưng mà khi những cái thức ăn nó cho vào mồm một cái nó biến mất, hoặc nó tạo thành lửa nó bốc cháy luôn, chứ người ta ăn nó cũng không có no. Đấy là có cúng thì chỉ là cái lòng thành kính của mình, chứ không phải người chết người ta ăn được những cái vật thực mà mình cúng. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là những cái giấy tiền vàng bạc mình đốt xuống thì người ta không có nhận được. Kể cả mình có đốt bao nhiêu đi chăng nữa, người ta không nhận được. Mình mà đốt cho Phật thì mình sẽ tội rất là nặng. Bởi vì mình đấy là tội tà kiến, tội mê tín. Thì cái người mà có tà kiến đấy thì kiếp sau sinh là làm súc sinh, hoặc đọa xuống ngã quỷ, hoặc đọa vào địa ngục. Vậy thì làm sao cái sự mà cúng bái để hồi hướng cho người thân, làm sao để cho người ta nhận được, và làm sao để có lợi ích? Nhận được ấy, để cho cái người thân nhận được, đó là bằng cái cách mình tạo phước. Tạo phước bằng cách gì? Đó là bằng cái cách là mình tạo cái công đức, như là mình cúng dường nên những bậc có những cái đức hạnh lớn, như là mình dâng cúng Phật. Ví dụ Phật là một bậc có đức hạnh lớn, mình có thể dâng hương hoa, dâng tất cả những cái gì tinh khiết, những cái gì tốt đẹp để mình cúng dường Phật. Rồi mình hồi hướng cái công đức của cái sự cúng dường Phật này cho cái người thân đấy, người thân đó được hưởng cái công đức đấy. Đấy là cái lợi ích của cái việc cúng dường Phật và hồi hướng công đức cho cái người thân, mà người thân được hưởng cái phước của cái sự cúng dường đấy. Cúng dường pháp, đó là cái người đó mình có thể thọ trì các cái giới pháp ấy, như là con xin thọ trì tam quy ngũ giới này, và làm cho cái giới của mình nó được thanh tịnh, được trong sạch. Và mình cái giới của mình trong sạch, mình tạo ra được công đức. Mình cúng dường bằng cái tâm cung kính những bậc đáng cung kính, như cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Nhờ có cái sự cung kính Phật, Pháp, Tăng, nó tạo ra cái công đức và có thể hồi hướng cho những cái người thân đã mất được lợi ích. Vậy cái sự bố thí, cúng dường, cung kính, phục vụ, nghe giảng giáo pháp tạo ra công đức. Mình tụng kinh hay là tụng kinh nghe pháp này, nó đều tạo ra công đức. Mình hành thiền, cái người mà giữ giới hành thiền, tụng kinh nghe pháp, nó tạo ra những cái thiện nghiệp, những cái công đức đấy. Để mình hồi hướng thì cái người thiện thân mới được lợi ích, mới được công đức. Còn nếu mình không làm đúng cái thiện nghiệp, đúng cái phương pháp đấy, mà mình làm trái cái thiện nghiệp, trái phương pháp, đó là hôm đấy mình tạo những cái thiện ác nghiệp, như là giết mổ súc sinh, mình cúng rượu thịt, cúng máu, cúng thịt súc sinh, rồi là mình tạo ra những cái đàn tràng, mình dùng những cái chú thuật, mình thỉnh các cái thiên thần thổ, các cái vị quỷ thần ấy. Mình có thể dùng các cái quỷ thần, bùa chú, phép thuật nọ kia, thì mình sẽ tạo ra những cái mê tín, mê hoặc, không có lợi ích, không có lợi ích. Và mình phải là một cái người trực tiếp tạo những cái thiện nghiệp đấy, thì người thân mới có thể được hưởng những cái công đức. Đó là mình cần phải trực tiếp là một cái người có giữ giới trong sạch, phải mình phải trực tiếp tụng kinh, mình phải trực tiếp lễ Phật, mình phải trực tiếp cúng dường, thì hôm đấy mình mới tạo ra được những cái thiện nghiệp, những cái công đức. Xong mình hồi hướng những thiện nghiệp, những công đức đấy cho những người thân đang ở cái kiếp ngã quỷ, họ mới được siêu thoát. Thì đó là theo như đúng cái giáo pháp như vậy. Người còn nếu như chúng sinh mà không sinh ở cái kiếp ngã quỷ thì không cần phải lễ cầu siêu nữa, vì những chúng sinh sinh về những cái cõi khác rồi. Nhưng những cái người thân của mình, rất nhiều người đang ở kiếp ngã quỷ, thì cái việc lễ cầu siêu nó vẫn có lợi ích, nhưng với điều kiện mình phải tạo được những cái thiện nghiệp, những cái công đức để hồi hướng những công đức đấy, thì những cái người thân đấy mới được hưởng cái phước báo và mới sớm thoát khỏi cái kiếp ngã quỷ và được sinh về cõi thiên giới, sinh về những cái cõi an lành hơn.
Thế là cái người chết sẽ đi tái sinh như vậy. Còn nếu bây giờ mình mà muốn có lợi ích cho cái người chết thì mình phải muốn, ví dụ muốn mời một cái vị thầy nào đến tạo cái thiện nghiệp cho cái người thân của mình được sinh về cõi này, thì mình phải mời một cái vị thầy đến cái lúc mà vị đó chưa chết, lúc mà cái vị đó còn tỉnh táo ấy. Mình phải mời một cái vị thầy nào đấy đến và khai thị cho cái người sắp chết đấy nhớ lại những cái thiện nghiệp, những cái công đức đã làm. Ví dụ như là cái vị thầy hôm đấy, lúc đấy đến có thể đọc một cái bài kinh, và đọc cái bài kinh cho cái người đang ốm, đang hấp hối đấy nghe, để cho cái vị đó hiểu, vị đó hoan hỉ với những cái lời kinh, những cái lời khuyến thiện của Đức Phật đang dạy, và vị đó hoan hỉ với cái thiện nghiệp đấy và chết với cái thiện nghiệp đấy. Hoặc là nhắc nhở cho vị đó nhớ về cái sự tam quy, đọc những cái tờ điệp quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, con xin giữ giới, không sát sinh, con xin giữ giới, không trộm cắp, không tà dâm, nói dối, không uống rượu, để cho cái người Phật tử đấy nhớ là mình là một người Phật tử. Vị đó sẽ nhớ đến Phật, nhớ đến Pháp, nhớ đến Tăng, nhớ đến các cái giới cần giữ gìn. Thì đó là những cái thiện nghiệp, những cái công đức. Thì cái người đó có chết, chết với một cái tâm thiện và được sinh về cái cõi thiên giới, sinh về cái cõi người, được hưởng cái phước báo an vui. Còn nếu như mà cái người chết đấy mình không có tạo những cái thiện nghiệp đấy, mà mình tạo những cái nghiệp bất thiện, như là bày ra những cái đàn tràng để cúng bái, rồi rườm rà phức tạp, thì những cái đấy nó là những cái pháp không có lợi ích, mà có thể khiến cho cái người mất đấy người ta thêm ra cái tâm tham ái chấp thủ, tà kiến mê tín, thì người ta sẽ đọa xuống cái cõi khổ. Vậy nếu muốn giúp cho những cái người được sinh về cái cõi này, phải giúp cái lúc còn sống, còn lúc đã chết rồi thì có tụng các cái nghi lễ, nó chỉ là những cái phong tục tập quán, chỉ là cái phong tục dân gian, chứ cái lợi ích là lợi ích lúc người đó phải là còn sống, mà mình phải thức tỉnh được cái tâm của cái người đó. Chết với tâm thiện thì sinh về cõi này, chết với tâm ác thì sinh về cõi khổ. Đấy là một cái điều cần phải nhớ như vậy. Và tiếp tục cái câu chuyện này, thì cái người vợ, cái lúc em vị thiên thần lại hỏi đến cái người vợ, tại sao chồng cô chết mà cô không khóc? Thì cái người vợ trả lời này: giống như đứa trẻ nọ kêu than, nhưng mặt trăng kia vẫn lụi tàn, là chính việc này đâu có khác, uổng công than khóc kẻ tử trần. Dù như một cái đứa trẻ này, nó cứ đòi mặt trăng, mặt trăng, mặt trăng hãy cứ tồn tại mãi, nó thấy mặt trăng dần dần khuất bóng và nó than khóc, mà mặt trăng đừng đi, mặt trăng đừng đi, mặt trăng hãy ở lại, mặt trăng hãy ở lại. Nhưng dù nó có than khóc, dù nó có kêu na, dù nó có gào thét bao nhiêu, thì mặt trăng vẫn lụi tàn. Khi mặt trời lên thì mặt trăng nó vẫn phải tàn đi. Cũng vậy, dù cho bây giờ mình có kêu than, mình có ban nài, mình bảo ông đừng chết, hãy ở, sợ hãy sống với tôi, hãy sống với tôi, hãy cố mà sống, đừng bỏ tôi mà đi, sao lại bỏ tôi mà đi, nỡ lòng nào bỏ tôi mà đi, thì cái người chết vẫn chết. Dù mình có than khóc, dù mình có mời gọi, dù mình có kêu gào, thì cái người chết vẫn chết. Vậy thì cái người hiểu cái quy luật là như vậy, cho nên cái bà vợ này, bà là một cái người có trí tuệ và hiểu. Giống như một cái đứa trẻ kêu than, nhưng mặt trăng kia vẫn lụi tàn. Cũng giống như một cái người mà cứ đi than khóc với người thân vậy. Mình chỉ uổng công, mình uổng công than khóc người chết, người ta chẳng sống lại được. Đã có ai khóc mà khiến cho người chết sống lại được chưa? Khóc mà người chết không sống lại được thì khóc làm gì cho nó phí nước mắt. Và đến cái lúc này, cái vị thiên thần lại mới hỏi người giúp việc, là tại cái ông chủ này, ông ấy có hành hạ, có đánh đập, có đối xử tàn nhẫn với cô không? Mà bây giờ ông ấy chết có vẻ cô mừng quá, cô không khóc hả? Xem là cái người giúp việc bảo không, ông chủ rất là tốt bụng, rất là tử tế, không bao giờ đối xử tệ bạc với ai. Vậy bảo thế sao cô không khóc? Thì cô giúp việc cô mới nói là giống như trường hợp bà La Môn có một chiếc bình đã vỡ tan, chẳng thể phục hồi, và cũng vậy uổng công than khóc kẻ từ trần. Giống như một cái bình nó vỡ ra rồi, than khóc thì nó cũng chẳng lành lại được. Người đã chết rồi thì có than khóc chẳng sống lại được, cho nên chẳng uổng công gì mà phải than khóc. Như vậy mai có ai người thân chết không phải khóc nữa.
không phải khóc nữa. Khóc chỉ hao tổn cái thân tâm, gầy mòn sức lực, được cái lợi ích gì mà sinh ra bệnh tật khiến cho mình lại chết sớm hơn. Thà cứ vui vẻ đi, ăn cỗ cho nó khỏe, sống lâu hơn. Cái gì mà phải khóc than. Kẻ bị thiêu sẽ không hiểu biết rằng họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, vì thế tôi chẳng hề than khóc, kẻ đã đi theo đúng bước đường. Đó là hết cái bài ha.